Hồng quang, hoa hồng trên ngực trái, gã chồng nhu nhược trên phim và cuộc sống bình yên bên người vợ đanh đá nhất màn ảnh. Khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng, dáng thư sinh, Hồng Quang lâu nay vẫn đóng đinh ở những vai diễn chính diện. Hồng Quang trên phim vào vai ông chồng nhu nhược, nhưng bên ngoài anh lại có tính cách trái ngược. Phim Hoa hồng trên ngực trái xoay quanh các vấn đề gia đình được nhiều người yêu thích. Trong dàn diễn viên nữ nổi bật còn có hai nam diễn viên ấn tượng là Ngọc Quỳnh và Hồng Quang. Bên cạnh gã chồng Sở Khanh xem thường vợ do nam diễn viên Ngọc Quỳnh đảm nhận, khán giả cũng không khỏi bực mình với một anh chồng hèn nhát, nhu nhược để mẹ tắt thẳng mặt vợ, vu oan cho vợ, đó là nhân vật Dũng do diễn viên Lê Hồng Quang đảm nhiệm. Trước khi nổi tiếng với vai ông chồng nhu nhược, Dũng trong phim Hoa hồng trên ngực trái, Hồng Quang đang là gương mặt nổi bật trong làng sân khấu kịch phía Bắc. Anh sinh ra trong một gia đình mẹ làm giáo viên thể thao, bố làm trong ngành điện ảnh. Từ bé, diễn viên Hồng Quang đã theo bố đến phòng chiếu phim. Vì thế, tuổi thơ của anh được nuôi dưỡng từ những niềm thích thú với các tác phẩm điện ảnh mang lại. Năm 1994, nam diễn viên thi vào trường đại học sân khấu điện ảnh. Nhờ sống trong cái nôi nghệ thuật từ bé nên Hồng Quang đã bắt đầu những vai diễn đầu tiên với nghệ thuật, rồi đi hát ở các phòng trà sinh viên, làm MC ở các hội quán để kiếm sống, nuôi khát vọng nghệ thuật. Điểm nhấn trong sự nghiệp của Lê Hồng Quang là khi xuất hiện trong Bến cò sông Vạc của đạo diễn Bạch Diệp. Tuy nhiên, phải đến vai Quang trong Vào Nam ra Bắc, anh mới cảm thấy tự tin hơn trong nghề nghiệp. Tiếp đó, anh liên tục góp mặt trong nhiều phim chất lượng như Trước thềm thế kỷ, Những ngày cuối cùng Xà Lim án chém, Hai bình làm thủy điện, Nhật ký chiến trường. Dù là một diễn viên thực lực, đa tài, nhưng diễn viên Hồng Quang lại không có được cái thời của riêng mình để một bước vụt sáng thành ngôi sao danh tiếng. Tên tuổi không quá nổi bật, nhưng anh vẫn cần mẫn và chăm chỉ trong sự nghiệp của mình. Trong Hoa hồng trên ngực trái, Hồng Quang vào vai người đàn ông nhu nhược, bất lực, không bảo vệ được vợ. Nhưng ngoài đời, anh hoàn toàn khác. Diễn viên Hồng Quang kết hôn với nghệ sĩ kịch Diễm Hương vào năm 2014, nhiều hơn vợ 9 tuổi nên Lê Hồng Quang hiểu và chia sẻ công việc gia đình với vợ rất nhiều. Không cần Diễm Hương yêu cầu, anh luôn là người tự động chia sẻ việc nhà với vợ như lau nhà, rửa bát, thậm chí anh còn làm chuyên nghiệp và gọn gàng hơn cả vợ. Tính cách hai người khác nhau nhưng nhờ sự thấu hiểu và duyên phận nên trong suốt 5 năm bên nhau, họ có cuộc sống bình yên, ấm áp. Nói về diễn viên Hồng Quang, Diễm Hương tâm sự. Có một điều phải chia sẻ thật rằng anh Quang không phải là người lãng mạn. Anh ấy cũng chia sẻ thật với Hương rằng anh không biết làm thế nào để em cảm thấy xúc động và anh cũng không biết phải mua gì nên tốt nhất anh cứ đưa tiền để em thích mua gì thì mua. Đó là chia sẻ rất thật lòng của chồng Hương. Vốn mang biệt danh nữ diễn viên đanh đá nhất màn ảnh Việt nên nhiều người khá bất ngờ khi Diễm Hương lại yêu Hồng Quang. Nói về sự trái ngược này, cô tâm sự, anh Hồng Quang và Hương là hai con người rất khác nhau từ trong cách làm việc cho đến cuộc sống bên ngoài. Anh Quang là một người rất nghiêm túc trong công việc. Khi đến trường quay, việc duy nhất của anh là ra một góc và đọc kịch bản. Sau đó sẽ nghiên cứu và tập trung vào diễn xuất. Còn Hương hoàn toàn ngược lại, Hương sẽ đọc kịch bản tại nhà, rồi sau đó khi đến trường quay, Hương cũng sẽ đọc lại một lần nữa. Nhưng với bản tính của mình, Hương sẽ vui đùa cùng các bạn diễn trong đoàn. Tính Hương muốn dồn tất cả cảm xúc trong lúc quay, mình đùa nên anh Quang từng nói, anh không thể làm việc với những người thiếu tập trung cao độ như em, anh phải làm việc với người tập trung cao độ cơ. Tuy không hợp nhau trong công việc, nhưng ngoài đời cả hai là có nhiều điểm tương đồng. Nói về điểm hợp nhau, thật ra cũng hợp nhau nhiều thứ, nhưng có một điều rất hay, đó là Hương và anh Quang thường xuyên có một suy nghĩ và cùng phát ra một câu nói trong cùng một thời điểm. Rất nhiều lần hai vợ chồng cùng nói ra và quay ra nhìn nhau ừ một cái. Biết thế em không nói nữa, kiểu như vậy. Hai vợ chồng khác nhau trong cách làm việc, ít hợp tác chung cùng nhau và tưởng như chẳng liên quan nhưng lại gắn bó hạnh phúc bên nhau. Họ cùng làm việc hăng say, cùng chăm sóc con cái và thấu hiểu nhau trong cuộc sống. Lúc còn yêu nhau thì mọi thứ ngọt ngào, khi kết hôn rồi lúc nào cũng ở cạnh nhau, vợ chồng phải biết tiết chế để luôn được thoải mái. Về tình yêu, Hương nhận thấy mình là người sống có bản năng, yêu ghét rõ ràng, với lại phải tin tưởng và chia sẻ, động viên nhau cùng cố gắng, thì mọi thứ mới lâu bền được. Hương nghĩ đã có gia đình rồi thì mình không chỉ sống bằng tình yêu mà còn bằng tình nghĩa nữa. Trong tương lai, chưa biết thế nào nhưng bây giờ vợ chồng Hương hài lòng và hạnh phúc lắm vì cả hai sắp được thăng chức lên làm cha mẹ. Diễm Hương tự nhận mình là người sống thực tế, đồng lương làm nghệ thuật của hai vợ chồng không thể đủ để ổn định cuộc sống.
Thế là cô lao vào kinh doanh để kiếm thêm thu nhập trang trải cho gia đình. Ban đầu cô mở cửa hàng quần áo, cứ vài bữa lại sang Quảng Châu lấy hàng. Công việc kinh doanh cũng khá, nhưng rồi phải đi quay nhiều, không có thời gian lấy hàng, cô đành bỏ dở. Một thời gian sau, cô lại mở cửa hàng bánh mì. Lúc đầu nhiều người thân bạn bè cũng gàn cho rằng bán bánh mì không sang, không phù hợp với một diễn viên. Nhưng cô nghĩ rằng việc gì cũng là việc, miễn sao lao động chính đáng để kiếm ra tiền. Khi biết cô bán bánh mì, nhiều người cũng đem chuyện này ra bàn tán, nhưng cô kệ, miễn sao mình sống tốt là được. Tôi chỉ muốn chia sẻ với mọi người là diễn viên chúng tôi cũng không khác gì các bạn. Chúng tôi hơn các bạn, mỗi điều là chúng tôi lên TV, chấm hết. Sau vai diễn thì tôi là cô chủ bán bánh mì. Sau khi tôi lên báo về việc ấy, có rất nhiều báo gọi điện cho tôi, bảo em muốn đến cửa hàng nhà cô, em muốn chụp ảnh, em muốn thế này thế kia. Nhưng mà tôi nói luôn là đó chỉ là một chia sẻ của Hương thôi. Hương là một nghệ sĩ, Hương muốn mọi người biết đến mình qua những vai diễn chứ Hương không muốn đi sâu vào vấn đề đó. Rất nhiều khán giả hỏi rằng, cô ơi quán của cô to lắm đúng không? Tôi chia sẻ, quán bánh mì của cô nó cũng chỉ là một quán nhỏ thôi, nó đủ để phục vụ cho học sinh, sinh viên, những người trong khu nhà mình. Hương nói, trên phim Diễm Hương diễn ra được cái chất của một trưởng phòng mưu hèn kế bẩn thì bên ngoài cô lại vô cùng đáng yêu, lại có tính hay quên.